Nhà tôi có trồng sầu riêng được 8 năm tuổi. Hiện tượng là trái ra nhưng mà bị rụng trái non, rụng khoảng 50% cây, rụng lá già, ngoài ra thì cây vẫn bình thường, chưa dùng thuốc gì cả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, với câu hỏi này của khán giả thì chuyên gia đã có lời giải đáp như sau. Dạ vâng, thưa khán giả Đồng Nai, theo tôi đối với cây sầu riêng mà sau khi đậu trái rồi nó rụng trái non thì đây là do những cái rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất tức là do có thể là chế độ dinh dưỡng của chúng ta là không đảm bảo. Có thể cái thời kỳ này cây ra trái rồi thì lúc này nó lại cây lại ra lộc non, ra lá non. Đấy, chính vì thế cho nên nó bị phân bám dinh dưỡng đi, chân dinh dưỡng không còn tập trung vào để nuôi trái được nữa. Bởi vì cây trồng khi nó ra lộc, ra lá thì bao giờ nó cũng ưu tiên dinh dưỡng để nuôi lộc, nuôi lá trước. Sau đó là còn thì nó mới đến cái phần nuôi trái. Chính vì thế lúc này chúng ta đang cần nuôi trái mà. Thế thì lại dinh dưỡng lại bị phân tán đi. Cho nên dẫn đến là nó bị thiếu dinh dưỡng, dẫn dẫn nên nó bị rụng. Hoặc là còn một vấn đề nữa, tức là có thể dinh dưỡng đủ nhưng mà nó lại không cân đối, nó lại thiếu, không cân đối. Vì thế cho nên là trong quá trình chúng ta chăm sóc thì chúng ta chú ý, tức là phải bón đầy đủ, cân đối các loại phân cho cây. Tốt nhất là chúng ta nên dùng cái loại phân là NPK cộng TE, để ngoài gì, ngoài cái có nguyên tố dinh dưỡng đa lượng thì nó có cả cung cấp nguyên tố trung và vi lượng cho cây nữa. Như thế thì cây sẽ đảm bảo hơn. Nguyên nhân thứ hai là có thể là do biến động về vấn đề thời tiết. Lúc này có thể là do thừa nước cũng gây ra hiện tượng làm cho sẽ rụng trái. Thiếu nước nó cũng gây rụng trái. Vì thế cho nên là khi độ ẩm quá cao hoặc là khi bị thiếu nước nó đều gây ra hiện tượng này cả. Cho nên chúng ta cần phải chú ý để điều chỉnh cái phần này, cho nếu mưa liên tiếp thì chúng ta có khi phải che gốc để làm gì, để thoát, để con nước nó không tác động trực tiếp vào độ ẩm quá cao. Còn nếu khô thì chúng ta là phải tưới bổ sung, nhưng tưới vừa đủ ẩm thôi. Cây đầu riêng không đòi hỏi đến mức độ, tức là nó nhiều nước quá như là một số cây trồng khác. Thứ ba nữa là vấn đề có thể là sâu bệnh thì chúng ta biết rằng là hiện nay thì cây cái quả non nó mới hình thành thì thường nó đang có một số những cái sâu bệnh nó gây hại, chẳng hạn như côn trùng chích chút, hoặc là bệnh chủ yếu là tán tư, nó tấn công, nó làm cho nó mới rụng. Vì vì thế cho nên là đối với cây sầu riêng mà khi nó theo quy độ thì ngoài cái vấn đề tức là chăm sóc đầy đủ ra thì chúng ta cần phải chú ý thế này, anh có thể thực hiện như sau. Thứ nhất là khi mà cây đậu trái rồi thì anh có thể tức là sử dụng là 35ml cái thuốc dưỡng trái của sầu riêng, chúng ta kết hợp với 15ml thuốc cái loại phút MX4 này nữa. Chúng ta tức là 35ml dưỡng trái cộng với 15ml phút dưỡng trái thì chúng ta pha vào trong một cái bình là 8 lít nước. Rồi để chúng ta phun định kỳ cho vườn cây. Cứ 15 ngày chúng ta phun một lần. Như thế thì nó sẽ cung cấp bổ sung thêm dinh dưỡng, nó giúp cho trái nó chống hiện tượng rụng trái và nó giúp cho trái nó sinh trưởng phát triển tốt. Và đặc biệt sau này nó còn làm cải thiện cả cái chế độ chất lượng của trái nữa. Vì thế cho nên chúng ta phải làm như vậy. Thì đấy là cái việc mà chúng ta phải làm. Nó còn ngoài ra tức là ngoài cái biện pháp chăm sóc, tức là bón phân đầy đủ cho nó rồi, tưới nước là vừa đủ và đủ ẩm cho nó này, rồi để chúng ta phun thêm cái này nữa. Ngoài ra chúng ta phải theo dõi, phát hiện sớm các sâu bệnh nếu có. Nếu chúng ta thấy chẳng hạn như là lá bị cháy lá này, có hiện tượng bị cháy lá này, hoặc là khi mà cái trên quả chúng ta thấy có những cái bị rụng mà thấy nó có những cái chấm đốm đen ở trên đó thì thấy chứng tỏ đó đã bị nấm xâm nhiễm rồi, thì chúng ta lại phải sử dụng thuốc để chúng ta phun. Thế thì thuốc trừ nấm này chúng ta có thể sử dụng cái loại như là mancozeb cộng betanacin để chúng ta phun, hoặc là copper oxychloride cộng với lại mancozeb. Đây là những cái thuốc mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta phun bổ sung. Sầu riêng được hơn 10 năm tuổi, có hiện tượng là vàng lá và rụng 60% lá. Ngoài ra thì bình thường bị một tuần và dùng thuốc nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng thưa anh Quang, câu hỏi của anh đã được tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái thứ nhất là cái hiện tượng vàng lá và lại dẫn đến rụng lá thì nó cũng đã âm ỉ từ lâu rồi.
chứ không phải là nó bị một tuần mà nó đã rụng được đến 60% số lá. Và cái hiện tượng vàng rụng lá do rất nhiều nguyên nhân, có thể do chúng ta bón phân không cân đối, thừa thiếu các nguyên tố như kali, thừa đạm. Và một hiện tượng nữa là bệnh vàng lá thối rễ do nấm ở trong đất nó gây hại, nó làm hư hại cái bộ rễ, thì cây nó không hút được dinh dưỡng và lá nó sẽ vàng và nó sẽ rụng. Thì nếu như bị cái bệnh này thì rất là khó khắc phục, bởi vì là nó nấm và rồi là tuyến trùng ở trong đất nó gây vàng rụng lá, chúng ta không nhìn thấy được, và chúng ta không phòng trừ từ sớm, từ lúc nó mới bắt đầu có biểu hiện vàng thì bây giờ nó đã gây rụng thì rất là lâu, rất là khó, mà nó có thể nó biểu hiện hàng mấy tháng sau nó mới rụng. Đấy, khi nó đã rụng thì nó rụng hàng loạt. Thế và nếu đúng là chắc chắn là do nấm nó gây hại, đấy, hoặc là do tuyến trùng ở trong đất nó gây hại, thì chúng ta lại phải đào lên, chúng ta kiểm tra cái bộ rễ đấy của một cây mà bị rụng nhiều ấy, xem có đúng là rễ nó bị hư không. Đấy, còn nếu mà không phải thì mới là do sinh lý, thì chúng ta nên tăng cường phân chuồng hoai mục. Đấy, bón NPK cân đối thì chắc chắn là nó không bị. Thế nhưng còn nếu mà do vi sinh vật nó gây hại thì chúng ta lại phải có biện pháp phòng trừ theo cái hướng đó. Ví dụ bây giờ nó đang bị bệnh nặng thì chúng ta có thể phun một trong các thuốc, ví dụ như Iprodi-1 để trừ cái nấm ở trong đất nó gây bệnh vàng lá thối rễ. Đấy, và chúng ta chỉ phun từ 1 đến 2 lần thôi, mà chúng ta dừng không phun thuốc hóa học nữa, mà chúng ta nên áp dụng cái biện pháp sinh học để phòng bệnh một cách lâu dài. Ví dụ như chúng ta nên hỗn hợp phân chuồng hoai mục hoặc là phân hữu cơ vi sinh cộng với phân lân cộng với nấm có ích từ Ricolecma, hoặc là cộng với các cái chế phẩm sinh học mà chứa nấm, chứa vi khuẩn, chứa xạ khuẩn có ích, để chúng ta bón vào trong đất, và mỗi một năm ít nhất nên bón 3 lần thì may ra mới khắc phục được cái vườn nhà bác đã bị cây sầu riêng lâu năm như thế này mà đã bị bệnh thì rất là tiếc. Đấy, cho nên chúng ta cần kiểm tra bộ rễ. Đấy, thì chúng ta tăng cường khi phun thuốc hóa học 1-2 lần thôi, sau đó thì chúng ta chuyển sang biện pháp sinh học. Thì các cái thuốc mà trừ nấm ở trong đất, ví dụ thuốc có hoạt chất Iprodi-1 hoặc Hexaconazole hoặc Difenoconazole hoặc hỗn hợp của một trong các hoạt chất này, và sau đó thì chúng ta nên dừng tăng cường bón phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ sinh học cộng với phân lân cộng với Trichoderma hoặc cộng với chế phẩm sinh học để chứa các cái vi sinh vật có ích để ngăn chặn cái tập đoàn gây hại ở trong đất, thì mới khôi phục được vườn cây. Và chúng ta nên bón 3 lần trong một năm, vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa, thì mới hạn chế được cái bệnh mà do các cái vi sinh vật nó gây ra, nó gây hiện tượng là vàng rụng lá thối rễ. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa tập, sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại, thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video
để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con.